Với mong muốn chia sẻ, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chiều nay, Chi đoàn Đài Phát Thanh và Truyền hình Khánh Hòa phối hợp cùng quỹ BNI Luxury Foundation tổ chức trao túi an sinh cho người dân ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa. Đoàn đã trao 100 túi quà mỗi suất trị giá 250.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho các trường hợp khó khăn trong các khu phong tỏa, người khuyết tật, mồ côi, người già đeo đường. Với tổng kinh phí các phần quà là 25 triệu đồng, đoàn cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình tiếp tục cùng địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Thời gian qua, chi đoàn KTV đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn, vận động được các nguồn kinh phí từ nhiều nhà tài trợ. Được biết, quỹ PNI Luxury Foundation cũng đã thực hiện nhiều đợt trao tặng quà đến lực lượng tuyến đầu, bệnh viện giả chiến và nhiều địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng kinh phí đã trao đi gần 100 triệu đồng.